Có một loại lá mà để kho cá ba sa hoặc cá hú gì đó Rất là ngon mà rất là thơm luôn nha Hôm nay Diễm kho cá Diễm chia sẻ cùng các bạn luôn Kho cá xong thì trộn thêm một ít mắm cá cơm với lại cà pháo nữa nha Ở đây Diễm có một con cá hú nè Rửa muối sạch sẽ sau đó thì Diễm sẽ lấy ra ba khúc để kho thôi đây là lá quế nha các bạn, kho cá rất là ngon và rất là thơm, khử được mùi tanh luôn Mình sẽ lấy ra trước một ít lá quế, ớt, tỏi, hành tím, bạn sẽ giả nhuyễn ra Giả nhuyễn ra xong thì bạn sẽ ướp vào cá Mình sẽ ướp thêm vào đây là nước mắm, tiêu, đường, bột ngọt một ít ớt rim nữa nha cuối cùng là một muỗng dầu ăn bạn sẽ ướp trong vòng 30 phút nha sau khi ướp được 30 phút thì bạn cho một cái chảo nhỏ lên mình sẽ cho một ít dầu ăn vào mình sẽ cho cá vào và mình trở đều hai mặt cho nó săn lại nha sau khi cá săn hai mặt thì bạn sẽ cho cái phần nước ướp lúc nãy vào luôn nha mình kho cá không cần thắng nước màu là mình dùng tương ớt với lại ớt riêng đó các bạn ớt riêng mình hay chia sẻ cho các bạn trên kênh đó nha màu lên rất là đẹp luôn trong thời gian kho cá thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm một ít cà pháo nè cá của mình được 15 phút thì mình sẽ cho thêm hành tím nè cái lá quế mình sắc nhỏ mình bỏ vào thêm một ít ớt nữa với cái lá quế này nè thì bạn kho cá không có còn nghe một mùi tanh gì của cá mà cá của mình rất là thơm ha hoặc nấu canh chua bạn bỏ lá quế này vào nha cá xong thì mình cũng đi trộn thêm một ít cà pháo với lại mắm cá cơm mắm cá cơm này thì nó hơi mặn thì mình sẽ cho thêm một ít đường nữa thêm ít ớt nữa vậy là xong rồi đó các bạn cảm ơn các bạn đã xem hết video nha nếu mà hôm nay chưa biết ăn gì thì mời bạn vào kênh của diễm để xem những món ngon dễ nấu nha